Mi và Đại Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa đông lạnh giá và nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, món thịt đông ăn kèm dưa kiệu hay cải muối thường được rất nhiều người yêu thích. Điểm đặc biệt của món thịt đông là nguyên liệu rất đơn giản, quen thuộc như thịt lợn, nấm hương, mộc nhĩ. Cách làm không quá cầu kỳ, song lại có thể tạo nên khẩu vị rất lạ, vừa béo ngậy lại vừa mềm mát. Còn hình thức thì bắt mắt và trong veo như thạch. Ở mỗi vùng miền, món ăn này lại có cách chế biến khác nhau. Và thật là đáng tiếc nếu chúng ta chưa được thưởng thức món thịt đông đúng điệu Sài Gòn. Trong chương trình Ngon và Lành phát sóng lúc 16:15 chiều nay trên kênh VTC1, đầu bếp của chương trình sẽ hướng dẫn bí quyết nấu món ăn mang đậm phong vị Việt Nam này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Các bạn thân mến, ở bộ phim Trái tim mỹ nhân trên kênh VTC1, lo sợ mưu ám sát vua Chala bị bại lộ, Salifuddin đã muốn đổ tội cho Suchaman và ra tay ám sát vị vua đang ghen tuông mù quáng mà muốn đuổi cả hoàng hậu Zoda ra khỏi hậu cung này. Song việc Suchaman bất ngờ hứng chịu mũi tên thay cho Chala đã khiến cho kế hoạch của anh này bất thành. Cùng với đó, Chala cũng biết được sự thật rằng Suchaman chính là người anh trai mà hoàng hậu Zoda vẫn lén gặp. Bởi vì ta đã hứa với Zoda rồi. Suchaman là anh trai của Zoda. Hành động cứu Chala thoát khỏi mũi tên của Salifuddin cũng đã giúp cho Suchaman thoát khỏi tội chết, cũng như tránh khỏi mối nghi ngờ là kẻ giấu mặt đang muốn ám sát hoàng đế. Biết được sự thật về Suchaman, nhận ra sai lầm của bản thân, khi hết lần này đến lần khác nghi ngờ và xúc phạm hoàng hậu Zoda, hoàng đế Chala sẽ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình? Bị xúc phạm và bị vua Chala đuổi ra khỏi hậu cung, hoàng hậu Zoda sẽ hành động như thế nào để bảo vệ phẩm giá của mình? Câu trả lời sẽ có trong tập 111 của bộ phim Trái tim nhân phát sóng lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay trên kênh VTC1. Đã chuyển thành tình yêu dành cho ngài rồi. Nếu như Zoda không còn ở bên cạnh của Chala, thì mình sẽ dễ dàng chinh phục cổ hơn. Con đã biết lỗi của mình chưa hả, Chala? Con biết Zoda quan trọng như thế nào rồi chứ? Mẹ à, con... Đừng gọi ta là mẹ. Tiếp tục là những diễn biến hấp dẫn của bộ phim Trận đấu định mệnh trên kênh VTC1. Vậy là với sự giúp đỡ của Hồng Linh và Minh Nhật, anh chàng Thuận Vũ đã nhận ra rằng dù sự nghiệp quan trọng nhưng đánh mất thiên phúc mới là điều đáng tiếc nhất. Và với quyết định này của Thuận Vũ, bà Đoan Thục cũng đã có thể an tâm rằng cô con gái thiên phúc của mình sẽ được hạnh phúc bên người mà cô yêu thương, chứ không bị bất hạnh như cuộc đời của bà. Anh cũng nhất định sẽ tìm thấy em. Thuận Vũ không giống ba con. Nó sẵn sàng từ bỏ lý tưởng sự nghiệp chỉ để trọn đời yêu thương con. Mang lại hạnh phúc cho con gái mình luôn là cách mà bất kỳ một người mẹ nào cũng mong muốn. Và bà Đoan Thục dù có mệnh danh là người đàn bà thép trên thương trường thì cuối cùng cũng vẫn là một người mẹ yêu con như bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Nhưng liệu mọi suy tính khi không nhận lại thiên phúc của bà và lo sợ sẽ mất chiếc ghế tổng giám đốc có được như mong muốn trước anh chàng nham hiểm Duy Hào và người em chồng luôn nhâm nhe chiếc ghế tổng giám đốc khởi nghĩa sẽ ra sao khi tất cả sự thật về quá khứ của bà Đoan Thục bị phơi bày? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của bộ phim Trận đấu định mệnh phát sóng lúc 19 giờ tối ngày hôm nay trên kênh VTC1. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mà từ lâu bà đã bàn mưu tính kế để đuổi thiên phúc ra khỏi công ty. Dù việc công ty bị lộ bí mật lần trước cũng chính do bà ta đó. Thiên phúc chính là con gái của tôi, đứa con tôi đã từ bỏ để tôi đi lấy chồng nhà giàu, chính xác là như vậy. Lẽ ra em không nên thử thách hai đứa, em hại hai đứa nó rồi. Em không còn mặt mũi nào nhìn con gái nữa. Còn ở bộ phim Gia đình rắc rối trên kênh VTC1, những tình huống hài hước vẫn đang khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong các mối quan hệ vô cùng phức tạp của đại gia đình Con anh con tôi. Trong khi các thành viên trẻ như Hy Bông, Jisun bị cuốn vào câu chuyện tình với hai anh em anh chàng chủ quán cà phê Jiho, thì các thành viên lớn tuổi như là bà ngoại Gong Echa và Naira cũng sẽ phải đối diện với những câu chuyện tình cảm giờ khóc giờ cười như thế nào. Còn ông Trúc Hoan không chỉ phải giữ yên hòa khí trong đại gia đình quá phức tạp, nhưng mối quan hệ trong công việc cũng sẽ khiến ông khó xử ra sao. Mời các bạn tiếp tục đến với những tình huống đầy hài hước trong tập tiếp theo của bộ phim Gia đình rắc rối phát sóng lúc 20:50 tối nay trên VTC1. Ôi trời, tại sao bà đi theo tôi hoài vậy? Tôi cũng có cuộc hẹn ở đây mà. Tôi nghe nói phụ nữ cần phải được giữ ấm đó. Phụ nữ sao? Tại sao lại như vậy chứ hả? Thưa
Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, thị trường vàng không còn hấp dẫn, thì thời gian gần đây thị trường bất động sản lại ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi lượng cầu tăng đột biến, dòng tiền đổ vào ngày một nhiều. Thậm chí còn có hiện tượng mua bán chênh lệch hàng trăm triệu đồng so với giá gốc như đã từng xảy ra trước khủng hoảng. Theo các chuyên gia kinh tế, những dấu hiệu này cho thấy thị trường bất động sản bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và đây có thể là khởi đầu của một cơn sốt mới. Tuy nhiên cũng có không ít người hồ nghi về thị trường khó đoán định này và cho rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời, một cơn sóng ngắn do tâm lý đám đông tạo nên. Và để có cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản hiện nay, những cơ hội đầu tư mới và cả những rủi ro, mời các bạn hãy đến với chương trình Bản tin thời sự phát sóng lúc 20 giờ tối ngày hôm nay trên kênh VTC1. Tới đây thì chương trình VTC1 24 giờ tới xin được khép lại. Hà My và Đại Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.